Có ai khách chưa đạt lên cây đâu. It's a fold-up trimaran. Now, if that isn't something completely different. Wow. It's got three hulls. Ồ, oh, những cái biệt thự nha. Gần xong thì đẹp quá đi thôi. Ồ, oh, cũng sao biển. Thôi, mấy con ốc nó bám. Một cảnh vật rất là yên bình. Bên đây chưa phải mùa hè nên không có nhộn nhịp. Người ta phải đi làm, kiếm tiền. Người Mỹ rất là bận rộn nên rất là vắng vẻ. Bên này mình được nghỉ, người ta phải đi làm.